Đây là một xe dép Yehin LT828, một xe dành cho trẻ em từ 1 đến 5 tuổi. Pin ắc quy của em nó là 12V Ampere, 12V 7A nha. Đây, ngoài thế của em nó chi tiết sau. Đèn hầu đây có hai đi, có hai đèn, đèn tượng trưng. Phía trước có hai đèn trước, mẫu này thì đèn đang tượng trưng, có hai đèn tượng trưng. Kinh sổ bộ binh cộng USB cắm tay nghe, cắm USB cộng cắm thẻ nhớ cũng sáng lắm. Như này kinh đạp xe có hai người ngồi đồng rải, bạn điều khiển đi xa đề máy này. Hai gương ảo. Đó, công tắc bộ binh này. Hai sau nháy. Bộ binh nhật trạng. Tiền số tiên tắt không tắt, tiền số tiên này số lùi, hai đèn nhạc đây trước anh ơi. Quy 12V 7A. Motor. Xe này có 4 motor nha. 4 motor dành đồng 4 bánh lên xe rất khỏe, giúp bẻ vượt địa hình tốt. Chốt khóa ra đây. Đây, khóa ra đây.